Vâng, xin chào tất cả các bạn trở lại kênh Hiểu Để Làm Đúng. Hôm nay mình sẽ làm một cái video và kèm theo một cái bản vẽ chi tiết để hướng dẫn cho các bạn một cái mạch điều khiển chiếu sáng đèn đường hoặc là cài tự động tưới gọn gãy theo thời gian. Ở đây mình có con timer là 24 giờ của hãng Camco ha. TB35 gạch N. Thì đây là nó có hai cái màn các mặt ngoài của nó nè. Nó có hai cái đồng hồ, bên trong là dạng đồng hồ 12 tiếng ha. Còn ở bên ngoài thì đồng hồ 24 giờ các bạn. Thì khi mình chỉnh thì các bạn có thể chỉnh bằng cái núm này ha. Để một tí nữa thì mình hướng dẫn cách chỉnh. Thì trước tiên thì mình sẽ hướng dẫn cái cách đấu nối dây. Đây mình có một cái bản vẽ. Đây. À. Thì lửa nguội mình sẽ cấp vào một cái CB nha. Cấp một cái CB. Và dưới CB đó thì mình sẽ các bạn sẽ đấu về đầu trên công tắc tơ. Thì ở đây công tắc tơ 3 pha thì mình sẽ đấu vào 2 pha thôi. Mình lấy pha thứ nhất và pha thứ ba mình sử dụng. Còn đầu ga thì ga cái phụ tải, bóng đèn hay gì đó, hay là máy bơm gì đó thì tùy mình. Thì từ dưới CB này các bạn cũng chích ra một nhánh đấu vào cái chân đồng hồ, hai chân đồng hồ ha. Là các bạn đấu vô chân S1 và S2 cho tôi. Nè. Chân đồng hồ nè. Chân đồng hồ thì dưới CB đó các bạn cấp nguồn vào S1 S2 ha. Còn chân L1 và L2 của cái đồng hồ này á thì các bạn sẽ đấu về chân A1 và A2 công tắc tơ là cuộn câu của công tắc tơ các bạn. Đây. Ha. Thì mình sẽ đấu về chân A1 và A2 của công tắc tơ này. Đó. Thì cái bước mà đấu dây thì nó chỉ có như vậy thôi. Thì quan trọng cái đồng hồ này là cái cách cài thời gian. Các bạn. Thì hiện giờ là bao nhiêu mấy giờ? Hiện giờ là 11 giờ ha. Hiện giờ là 11 giờ như trưa. 11 giờ 30 trưa. Thì đây thì mình sẽ set nè, các bạn quay sao mà có hai cây kim nè, một cây kim giờ nè và một cây kim phút ha. Thì các bạn quay chỉnh nó trong, các bạn nhìn nó trong trước nè. 11 giờ 20 thì các bạn sẽ quay chiều thuận kim đồng hồ ha. 11 giờ 20. 11 giờ 20. Đây. 11 giờ 20 thì kim phút chỉ ở số 4. Đó các bạn. Và kim giờ nè, 11 giờ 20 nè. Thì các bạn nhìn vào cái mũi tên này nè, các bạn để ý nè, cái mũi tên ở ngoài này nè, nó sẽ chỉ vào cái đồng hồ 24 giờ ha. Thì lúc này là nó cũng 11 giờ 20 luôn nè các bạn. Nè 11 giờ nè, bạn thấy không? Sao mà vậy? À, các bạn thấy không? Nè, thì cái kim ở ngoài này nè. Cái mũi tên này nó chỉ đồng hồ ngoài ha. Ở trong thì mình sử dụng bằng cái kim giờ và kim phút này. Còn ở ngoài thì mình sẽ sử dụng cái reset time này. Cái mũi tên này nó chỉ nè 11 giờ 20 ha. Thì chừng nào mình chỉnh, chừng nào mà kim ở trong mà với kim ngoài nó phù hợp vậy thì ok ha. Lúc này thì mình sẽ đấu nguồn vào ha. Bây giờ tôi sẽ tiến hành đấu dây phan. Thì để trước khi đấu dây thì tôi sẽ nói này luôn. Trên cái timer này nè các bạn, nó có cái núm chỉnh này. Thì các bạn nè, khi mà gạt xuống dưới hết á là on ha. Gạt ở chế độ on nè. Chế độ on thì mình có nguồn vào thì cổng ga nó sẽ out ra luôn ha. Mình bật on là chế độ bằng tay đó. Còn mình gạt lên off thì nó tắt ha. Thì nó không hoạt động. Còn mình gạt về auto thì nó sẽ chạy theo cái quy trình 24 đồng hồ ha. Nó chạy theo thời gian tự động đó, auto là tự động. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành đấu dây ha các bạn. Còn ở đây nó có một cái cục pin ha, khi nào mà hết pin thì mình thay vào. Cục pin nó rất là rẻ tiền ha các bạn. Giờ tôi sẽ tiến hành đi dây. Đấu nối dây. Nhìn vào bản vẽ đấu dây vậy ha. Đây, tôi có một cái CB nè. Dây màu đỏ là lửa, dây màu xanh là nguội. Thì pha thứ nhất và pha thứ ba thì tôi sẽ lấy từ đây. Dưới CB thì mình sẽ lấy ra hai dây nha các bạn. Phải không? Hai dây ga. Thì các bạn nhìn vào nè, hai dây ga nó đi về đầu trên công tắc tơ ha. Đầu trên các tiếp điểm động lực công tắc tơ, hai tiếp điểm động lực công tắc tơ. Và đồng thời nó chích ra hai dây đấu với S1 S2 của đồng hồ. Thì tôi sẽ đấu nè.
Thì để dây này đây đi, đấu dây điều khiển trước đi ha. Tại vì dây động lực nó nằm ở trên, dây điều khiển nằm ở dưới, thì để một hơi nữa thì mình sẽ không có cần ấy. Đây nè, điều khiển nè, các bạn lấy đầu ga nè, L1 và L2. Các bạn đấu vô chân A1 và hai conductor cho tôi ha. Nè, L1, L2 nè, L1, L2 thì dỡ cái này lên. Đấu vào. L1, L2. Đấu vô chân, gỡ lên cho các bạn dễ thấy luôn nè. Nè, đấu vào hai chân A1 và A2. Này các bạn thấy không? Đã đấu xong, thì mình tiến hành gắn lại. Okay. Tiếp theo, từ dưới CB dây màu đỏ, tôi sẽ đấu động lực pha thứ nhất của conductor và đồng thời tôi chích ra một nhánh. Tôi đấu thêm một dây ở đây nữa. Tôi sẽ đấu về đâu các bạn? Đấu về chân S1. Chân S1, S2 ha, bỏ S2 thì tôi đấu sẽ đấu về chân S1. Đó. Còn đấu dây màu xanh của từ dưới CB nè, dừng lại đấu vô tiếp điểm động lực và đồng thời chích ra một nhánh đi về dừng S2. Đúng rồi. Sẽ đấu thêm một dây này nữa, đầu chung vô, đấu về chân. S2 đó. Thì nó đã xong. Thì tiến hành đấu phụ tải vào. Phụ tải nè các bạn, đấu vào cái phần dưới của conductor. Thì đây tôi đấu một cái bóng đèn. Đó. Thì ok, mình đã hoàn thành. Thì các bạn chờ tôi đóng nguồn lên cái. Ok, bây giờ tôi sẽ tiến hành đóng nguồn lên. Đó, thì đồng hồ nó sẽ sáng cái đèn bấu vơ nè các bạn, có nghĩa là đã có nguồn vào rồi đó. Thì để kiểm chứng lại thì mình sẽ lấy cái đồng hồ mình đo, đo điện áp đầu vào cho nó là bao nhiêu ha. Đó, 250 các bạn. Ok. Thì các bạn thấy nè, lúc này conductor chưa đóng tại vì mình chưa có cài thời gian. Khi mà mình cài cái mấy giờ thì mình sẽ đè cái tiếp điểm này xuống nè các bạn. Các bạn thấy không? Đè xuống. Còn mình dở lên thì nó là không có cài ha. Trước khi cài thì tôi sẽ test bằng tay trước, tôi bấm, tôi gạt xuống chế độ on nè. Đó các bạn thấy không? Đèn nó sáng lên liền. Còn khi mà gạt về giữa là auto. Ở trên thì off. Đó. Gạt xuống thì nó conductor hút các bạn. Ok. Thì đối với cái phụ tải mà nhỏ hơn 15A thì các bạn có thể đấu trực nguồn, có tải trực tiếp vô đây luôn, không cần qua conductor. Thì tại vì cái tải phụ tải tôi lắp này là phụ tải lớn. Ví dụ có một phụ tải lớn thì tôi sẽ thông qua cái conductor này để đóng mở cho nó tuổi thọ nó im hơn. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi set ha. Hiện giờ là 11 giờ 20 mấy phút ha các bạn. Hiện giờ là 11 giờ 20 mấy phút. Thì tôi sẽ cài nè các bạn thấy nè. Bây giờ tôi sẽ muốn cài lên là 16 giờ đi. 16 giờ đèn nó sáng lên. 16 giờ đèn sáng lên. Sáng tới 3 giờ sáng. Sáng tới 20 giờ đi. 20 giờ. 22 giờ chứ. Sáng tới 22 giờ. Thì các bạn đè từ số 18 này nè. 18 giờ nè. Tới 22 giờ các bạn đè xuống. Đồng thời khi mà tới 3 giờ sáng. Tới 6 giờ sáng chứ. Đúng rồi. Thì khi mà tới 16 giờ, 18 giờ thì đèn sáng, 22 giờ đèn tắt các bạn. 22 giờ đèn tắt. Và 3 giờ sáng. 3 giờ sáng nè, đèn bật lên lại, tới 6 giờ sáng thì đèn tắt. Đó, thì tôi sẽ xét vậy. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi quay, ví dụ như đồng hồ chạy ha, tại vì bây giờ mình không có thể nào mình chờ cái video này, không có thể nào chờ tới 6 giờ được. 6 giờ chiều, 18 giờ được.
Thì tôi sẽ quay nè, tôi quay như đồng hồ đang chạy nè, các bạn thấy đồng hồ đang chạy không? Đó. Thì nó chạy 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 cho tới 18 giờ nè, các bạn thấy là gần 18 giờ nè. Đó, 18 giờ thì đèn nó sẽ sáng lên. Nè, rồi tới 20 đồng hồ chạy tiếp tục tới 22 giờ thì đèn sẽ tắt. 22 giờ nè. Tắt. À. Thì tiếp tục đồng hồ chạy tới 3 giờ sáng. 3 giờ sáng nó sẽ sáng lên nè. Đó, sáng lên. Và tới 6 giờ sáng đèn sẽ tắt. Đó, ok. Cái đó là ví dụ như tôi test test vậy. Còn mấy bạn muốn test một ví dụ như vậy, các bạn muốn test hiện giờ là nãy giờ mình quay là nó tới 12 giờ 1 giờ trưa đi. Hiện giờ là 1 giờ trưa. Thì các bạn muốn test 12 giờ bật tới 14 giờ bật tới 15 giờ tắt, 16 giờ bật tới 17 giờ tắt cũng được. Đó, nè mình các bạn thấy không? Thì đồng hồ nó sẽ tự động chạy. Đó, đó là cái mạch của cách đấu dây và đi dây cái đồng hồ 24 giờ hãng Camco. Hy vọng là cái clip này có thể giúp ích được các bạn, và xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video clip tiếp theo. Xin thân ái ạ.